Ta xin chào tất cả các con. Để cha mở máy lên một tí. Chúng ta cùng đứng lên hát kinh Chúa Thánh. Xin Chúa thánh hóa buổi học của chúng ta đêm nay, được xin nhiều lợi ích. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngồi mà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xa chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Cả Giuse, cầu cho chúng con. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Như các con thấy hôm nay, Lân Cha là bàn thờ Đức Mẹ rất là đẹp, bởi vì Cha vừa đọc kinh tối trực tuyến cùng với tất cả các gia đình trong giáo xứ. Cha hy vọng những dự tòng và tân tòng có thể theo dõi, để chúng ta cũng tập giữ cái giờ kinh gia đình như những bài học trước chúng ta đã chia sẻ với nhau về giá trị cũng như lợi ích của giờ kinh tối trong gia đình. Trước khi bắt đầu, chúng ta cũng lại làm thủ tục là điểm danh. Ai không có mặt trong lớp thì cha sẽ cho lùi lại phía sau nhé. Radio Phan Văn Phong, Radio Nguyễn Đình Hoàn, Huỳnh Quốc Thịnh, An Tôn Thái Quân Vương, Pedro Nguyễn Thành Thiên, John Batista Phan Văn Phú, Anna Nguyễn Thị Tuy Nga, Philippe Nguyễn Hoàng Dinh, Pedro Phan Văn Quang, Trần Thị Tuyền, Nguyễn Vương Quốc, Trần Thị Trang, Anna Dương Thị Phú Cẩm, Paulo Phạm Thanh Phong, Nguyễn Thị Lời. Và hôm nay bài học của chúng ta khá dài, mà chúng ta đang học phương pháp hàm thụ, tức là các con chỉ có lắng nghe và tiếp thu, nghe có mình cha nói thôi, cho nên rất là mệt. Cho nên cha hy vọng là trong sự kiên nhẫn thì các con cố gắng theo bài học của chúng ta. Hôm nay chúng ta bước sang bài số 10, Gia Đình và Hội Thánh. Và trong cũng một vụ gia đình số 49 thì có nói như sau: giữa những nghĩa vụ căn bản của gia đình Kitô giáo, có một nghĩa vụ có thể nói là có tính cách hội thánh, vì nghĩa vụ này đặt gia đình vào chỗ phục vụ cho việc xây dựng nước Thiên Chúa trong lịch sử, đó là tham dự vào cuộc sống và sứ mạng của hội thánh. Như vậy là chúng ta là những phần tử, là những gia đình hạt nhân của hội thánh. Chúng ta được mời gọi cộng tác vào sứ vụ rao giảng tin mừng cũng như sứ vụ truyền giáo của hội thánh. Và trong bài học trước, chúng ta đã làm quen với thuật ngữ đó là hội thánh tại gia. Và hôm nay bài học cũng đề cập tiếp với thuật ngữ hội thánh tại gia, để nhấn mạnh đến mỗi người chúng ta ý thức được vai trò và bổn phận của chúng ta, không những chỉ lo xây đắp đời sống gia đình, vun đắp tình nghĩa vợ chồng, chăm sóc con cái, nhưng chúng ta còn có một trọng trách là cộng tác với công việc sứ vụ của hội thánh nữa. Vậy chúng ta cùng nhau đi từng phần một để hiểu hơn vai trò cũng như bổn phận của hội thánh đối với mỗi gia đình, và cũng như mỗi gia đình đối với hội thánh như thế nào, có một sự giao hoán với nhau.
Điểm thứ nhất các con thấy về phía Hội Thánh. Mẹ Hội Thánh sinh ra, dưỡng dục và xây dựng gia đình Công giáo bằng cách thực hiện cho gia đình sứ mạng Hội Thánh đã nhận từ Chúa Kitô, đó là khi loan báo tin mừng cho gia đình, Hội Thánh nói cho gia đình biết bản tính đích thực của gia đình là gì, phải trở nên như thế nào cho phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta thấy trước tiên là bổn phận Hội Thánh là mẹ sẽ giúp cho con cái của mình hiểu được ơn gọi của từng gia đình, là ơn gọi của tình yêu, là ơn gọi mà từ thuở tạo thiên lập địa Chúa đã tạo dựng nên một gia đình đầu tiên là Adam và Eva, để chính tình yêu của hai người để làm sáng lên tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người và thụ tạo của chúng ta. Đó là ơn gọi cao cả, ơn gọi của tình yêu và ơn gọi của gia đình được mời gọi cộng tác vào trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Như ta cha từng nói với các con, nếu như Hội Thánh sinh ra các con cái là Kitô hữu qua bí tích rửa tội, vậy thì các con cũng cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo bằng cách gì? Là đem lại một sự sống mới vào trần gian này. Đó là kết quả tình yêu của các con. Đó là ý nghĩa thâm sâu, là ý nghĩa cao cả, là ơn gọi vinh dự của các gia đình, của những người bước vào trong đời sống hôn nhân gia đình. Điểm B, khi cử hành bí tích hôn phối, Hội Thánh làm phong phú, củng cố, thánh hóa gia đình bằng ân sủng, hầu gia đình biết tôn vinh Thiên Chúa. Như vậy qua bí tích hôn phối của các con, Hội Thánh chứng thực tình yêu của các con và giúp các con sống một cách tràn đầy ơn gọi tình yêu ấy. Và qua các bí tích mà chính Chúa Giêsu thiết lập, Hội Thánh giúp cho các con lãnh nhận các ơn sủng thiêng liêng mà Thiên Chúa để lại cho mỗi người chúng ta qua các bí tích. Và chúng ta đã tìm hiểu với nhau là bí tích là một ấn tích thiêng liêng ghi vào trong tâm hồn của chúng ta, chúng ta không nhìn thấy được, và chuyển thông cho chúng ta những ân sủng, những ơn thiêng đỡ nâng để chúng ta sống chu toàn bổn phận của mình là con cái của Chúa, bổn phận của mình trong đời sống gia đình. Cho nên chúng ta thấy Hội Thánh luôn chu toàn lo lắng chăm sóc và đem lại cho các con đầy đủ những bí tích, những ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Điểm C, Hội Thánh hướng dẫn gia đình biết cách phục vụ tình yêu thương, biết cách thực hiện hiến thân mà chính Chúa Kitô đã thực hiện trước đó cho nhân loại. Tức là Hội Thánh chỉ cho chúng ta, nhắc bảo cho chúng ta biết cách chăm sóc những ơn gọi, những mầm sống mới, nhắc các con luôn luôn chu toàn vai trò là một phần làm cha làm mẹ, để các con sống ơn gọi của mình một cách tròn đầy, một cách tốt đẹp nhất. Điểm thứ hai về phía gia đình. Gia đình Công giáo đã được tháp nhập vào Hội Thánh. Sự tháp này cho phép gia đình dự phần vào sứ mạng cứu rỗi của Hội Thánh theo cách thức riêng của mình. Đó là khi lãnh bí tích hôn nhân, đôi bạn và cha mẹ Công giáo nhận được những ơn riêng dành cho họ. Nhờ đó họ chu toàn bổn phận yêu thương trọn đời và giáo dục con cái nên. Như vậy chúng ta thấy có một sự song song rằng giáo hội là mẹ giúp các con hiểu được ý nghĩa và ơn gọi trong đời sống hôn nhân gia đình. Vậy thì bổn phận các con khi bước vào trong ơn gọi này thì các con lại phải sống tốt ơn gọi của mình, biết chu toàn bổn phận yêu thương trọn đời, yêu thương nhau và giáo dục con cái theo đường lối và huấn chỉ của Thiên Chúa. Điểm B, đôi bạn nhận được tình yêu của Chúa Kitô như là mẫu gương và nguồn hạnh ơn thánh hóa, nhờ đó gia đình trở thành một cộng đoàn được cứu rỗi. Các con thấy các con nhận được tình yêu của Chúa Kitô như là mẫu gương. Vậy thì mẫu gương của Chúa Kitô để lại cho các con đó là gì? Đó là tình yêu của Chúa Kitô dành cho Hội Thánh, và Ngài yêu
và yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy chỉ có tình yêu đích thực mới dành trọn vẹn cuộc sống và con người, ngay cả mạng sống của mình cho người mình yêu. Chính Chúa đã nói không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám ví mạng sống mình vì bạn hữu. Và các con đã chọn nhau là bạn hữu, là một nửa cuộc đời. Vậy các con hãy sống trọn vẹn ơn gọi tình yêu của các con, cũng giống mẫu gương của Chúa Kitô dành cho hội thánh, là yêu cho đến chết và yêu cho đến tận cùng cuộc đời này. Chỉ có một tình yêu mà các con đã chọn. Điểm C. Sau hết, đôi bạn được mời gọi truyền đạt cho anh chị em mình chính tình yêu Chúa Kitô, và như thế họ làm cho gia đình mình trở nên khí cụ cứu rỗi người khác. Ở điểm đây, giáo hội muốn mời gọi các con là hãy làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng đời sống gia đình của các con. Làm sao các con có thể nói cho người ta về tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu dành cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng trên thập tự, để nói tiếng yêu? Vậy thì các con cũng phải sống được như vậy thì người ta mới có thể nhìn thấy được. Còn nếu như đời sống của các con mà lục đục, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, rồi cứ nồi niêu son chảo cũng bay tứ tung hết, thì làm sao các con có thể nói tình yêu được? Bởi vì chính các con không sống được thì các con không thể nào nói được cho người ta là phải yêu như thế nào, hoặc là phải tha thứ như thế nào. Cho nên chính các con hãy từ từ cảm nghiệm, hãy sống. Khi các con bắt đầu nắm tay thể ước và bắt đầu các con tập sống, tập yêu, tập tha thứ, thì khi các con tập thì các con gì sẽ được Chúa nâng đỡ nhờ ân sủng qua các bí tích. Thì bằng đời sống nỗ lực, các con sẽ làm chứng được bằng chính đời sống của các con. Phần thứ hai, những nghĩa vụ gia đình đối với hội thánh. Phần ở trên chúng ta thấy được những ý nghĩa cao trọng giữa hội thánh giúp con cái mình là các gia đình, những phần tử hiểu và bổn phận của các gia đình phải sống như thế nào. Và bây giờ cụ thể hơn trong phần này, gia đình đối với hội thánh ra sao? Các con có điểm A. Trước hết, gia đình phải có một tấm lòng và một đức tin với hội thánh trong cảm thức cũng như việc tông đồ. Gia đình phải nhạy cảm trước các biến cố xảy ra trong hội thánh, phải chia sẻ những lo âu và hy vọng của hội thánh. Một tấm lòng và một đức tin. Các con thấy trên mạng truyền thông, giáo hội mình bị công kích tư bề, từ Đức Thánh Cha cho Đức Giám Mục, các cha, các nam nữ tu sĩ. Hễ mà có một việc gì là họ gì lôi ra phân tích, rồi làm ùm beng lên cả, một cách để làm cho uy tín cũng như đức tin, uy tín của giáo hội mình sa sút, và đức tin của các Kitô hữu cũng bị lay chuyển vì những bài viết và những truyền thông đó. Vậy thì đối với chúng ta là con cái, chúng ta được mời gọi phải có một tấm lòng và đức tin kiên vững, bởi vì chúng ta xác định được là hội thánh là mẹ chúng ta. Vậy nếu như một người mẹ của mình mà cũng có những sai phạm, hoặc là cũng có những lỗi lầm nào đó, chẳng lẽ chúng ta từ bỏ mẹ chúng ta sao? Một người mẹ mang nặng đẻ đau trước chúng ta ra khỏi khúc ruột ấy, làm sao chúng ta nỡ? Và cũng chẳng có người mẹ nào nỡ bỏ con mình cả. Vậy thì trong cái tâm thức đó, các con phải biết tập yêu mến giáo hội mình, và tập xác tín là tin vào giáo hội, bởi vì giáo hội là do chính Chúa Giêsu thiết lập, và chúng ta lại tiếp nối sứ mạng mà khi Chúa về trời, Chúa để lại cho hội thánh là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng và làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta phải tin vào điều đó, phải yêu mến giáo hội và hãy cùng giáo hội thi hành sứ mạng Chúa đã truyền lệnh. Vậy thì các con phải tập có một cảm thức và một tình yêu, thì các con mới qua được những cái dư luận hay là những cái mạng truyền thông mà có thể nói một chiều để rồi chúng ta lung lạc. Và chúng ta thấy ngày nay có rất nhiều những sứ điệp từ trời, rồi có những cái phong
trào những làm cho các bạn trẻ không biết đâu là thật, đâu là giả. Cho nên đức tin của các con phải được huấn luyện, phải được nuôi dưỡng thì mới được vững vàng. Để đi trong đường lối của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh thì các con phải có một đức tin và tình yêu xác tín. Điểm thứ hai, phải nhất trí với các giáo huấn của Hội Thánh và tìm cách làm cho các giáo huấn ấy được thực hiện. Tức là chúng ta hiểu được những giáo huấn, những lời dạy của Hội Thánh là mẹ chúng ta, để rồi chúng ta cũng gì, giúp cho những người khác hiểu nữa, và chúng ta cũng nói để cho người ta hiểu về chính Hội Thánh, chính người mẹ thân yêu của chúng ta. Điểm C, vì là tế bào của Hội Thánh, gia đình phải trở nên tế bào lành mạnh để cả nhìn thể được lành mạnh, sống tình yêu toàn diện, hiệp nhất, trung thành và phong phú. Như vậy chúng ta thấy trong một gia đình, các thành viên phải mạnh khỏe, phải đầy lực này sức sống thì cả gia đình mới hăng hái, mới hợp nhất trong tinh thần. Giống như chúng ta vẫn có câu là một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ, là như vậy. Chúng ta biết quan tâm đến nhau, biết chăm sóc với nhau, biết giúp nhau chu toàn bổn phận, biết giúp nhau nên thành, nhờ ơn Chúa. Điểm D, vì là Hội Thánh tại gia, gia đình Công giáo phải xây dựng nếp sống theo mẫu mực của Hội Thánh, gồm 3 chức năng, đó là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Và 3 chức vụ này là khi các con lãnh bí tích rửa tội là các con được thông dự vào 3 chức này. Có lẽ các con đã lãnh quá lâu và cũng ít ôn lại giáo lý, hoặc đôi khi các con cũng bỏ đi nhà thờ, cũng không có dịp để ôn lại 3 cái chức vụ này, 3 cái nhiệm vụ mà các con được thông phận để thi hành, để sống đức tin là con cái của Chúa. Và chúng ta cùng nhau đọc qua một tí để chúng ta ôn lại, cũng như cho các bạn dự tòng và các bạn tâm tòng, chúng ta cũng nhớ lại những gì mình đã học. Về chức năng tư tế thì như Hội Thánh là dân tư tế, luôn dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi, cảm tạ qua kinh nguyện, qua các nghi thức phụng tự, nhất là phục vụ bí tích. Gia đình cũng phải thực thi chức năng tư tế của mình, đó là siêng năng cầu nguyện, chuyên chăm tham dự các bí tích, cách riêng là bí tích thánh thể. Như vậy để thực hiện chức tư tế này, mỗi người các con được mời gọi trước tiên là phải sống một đời sống cầu nguyện, hay là cha vẫn nhắc các con là hãy tập sống cái giờ kinh gia đình, cái giờ kinh nguyện của một ngày sống trong gia đình. Và trên hết, các con được mời gọi đến với bí tích thánh thể là phục vụ chính thức của Hội Thánh, để các con thực hiện chức năng tư tế của mình. Có nghĩa là các con được thông dự vào, các con đến nhà thờ để thông dự với chức tư tế thừa tác của vị linh mục, mà chính Chúa Kitô là vị tư tế trọn hảo, là tư tế đời đời. Vậy thì chức năng tư tế mỗi người Kitô hữu là chức năng phổ quát, tức là hết mọi người được thông dự vào cùng với chức năng tư tế thừa tác của vị linh mục, và chúng ta cùng nhau dâng hy lễ lên Thiên Chúa Cha nhờ hy lễ tuyệt vời là chính Chúa Giêsu Kitô đã hiến tế mạng sống mình trên bàn thờ. Đó là ý nghĩa của chức năng tư tế mà các con sống. Hay nói một cách đơn giản cho các bạn tâm tòng cũng như dị tòng hiểu, đó là các con thi hành chức tư tế này bằng cách các con thường xuyên tham dự các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, qua thánh lễ mỗi ngày hoặc ít nhất theo bổn phận là vào Chủ nhật. Chức năng ngôn sứ, như Hội Thánh hằng kiên trì thực thi chức năng ngôn sứ bằng cách trung thành lắng nghe và mạnh dạn công bố lời Chúa, mỗi người cũng phải biết đón nhận, sống thông truyền cho mọi phần tử trong gia đình.
cũng phải biết học hỏi các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Giám Mục Giáo Phận để truyền đạt lại cho người khác. Trong nhiều hoàn cảnh ngày nay, việc dạy giáo lý tại gia đình trở nên cần thiết đến mức tuyệt đối. Trong Tông huấn Mục vụ gia đình số 52 đã nói một cách khẩn khái và tha thiết như vậy. Trong ngày nay, điều đó là hết mức tuyệt đối. Vậy các con, sống chức năng ngôn sứ có nghĩa là ngôn là lời, sứ là người. Người đi nói lời. Lời ai? Lời của Chúa, chứ không phải lời của chúng ta. Vậy thì chúng ta thực hiện cái chức năng ngôn sứ của mình, các con phải cố gắng học hỏi giáo lý, rồi giáo huấn của giáo hội, cũng như những bài giảng, những lời khuyên của giám mục giáo phận của chúng ta trong bối cảnh của giáo phận chúng ta, hoặc của cha xứ trong bối cảnh của giáo xứ chúng ta, truyền đạt lại theo ý các đấng bề trên. Vậy chúng ta lãnh hội, chúng ta nắm vững, để rồi chúng ta sống chức năng ngôn sứ của mình. Bởi vì các con sẽ không thực hiện được chức năng ngôn sứ của mình khi các con không hiểu gì cả. Các con không hiểu thì làm sao các con giảng dạy cho người khác, làm sao các con có thể truyền thụ lại cho người khác được. Cho nên điều đó là điều hết sức cấp bách và cần thiết trong xã hội ngày nay, là cần có những người đi nói về lời của Chúa cho mọi người nghe. Và chức năng thứ ba, chức năng vương giả. Như Hội Thánh luôn thi hành chức năng vương giả bằng cách nỗ lực sắp xếp các thực tại trần thế dưới vương quyền Chúa Kitô, đôi bạn và cha mẹ công giáo cần tìm kiếm Đức Thiên Chúa qua việc quản trị các thực tại trần gian và xếp đặt chúng theo ý định của Thiên Chúa. Phải tổ chức gia đình theo hướng dẫn của Hội Thánh, giúp người khác thực hiện việc tổ chức ấy trong tinh thần bác ái, hầu làm cho đời sống Hội Thánh địa phương được tốt đẹp, cũng biết góp phần xây dựng giáo xứ tùy khả năng và hoàn cảnh. Như vậy các con thấy chức năng vương giả, vương là vua, giả cũng là người. Chúng ta thấy là một người vua thì làm gì? Là cai trị, cai quản vương quốc, cai quản thần dân. Nhưng mà Hội Thánh thì không phải là cai vương quốc hay là thần dân theo nghĩa một vị vua trần thế, nhưng là thực hiện cái vai trò quản trị các thực tài trần thế theo thánh ý của Thiên Chúa, tức là tổ chức Hội Thánh trong đường lối của Thiên Chúa, để làm sao Hội Thánh được thi hành cái sứ vụ rao truyền lời Chúa và đưa muôn dân trở về một mối, là trở về cùng con một cha trên trời. Vậy thì Hội Thánh tổ chức sắp xếp làm thế nào để cho tất cả là vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện, chứ không phải tổ chức của chúng ta giống như một tổ chức xã hội, tổ chức của hội đời, để làm sao chúng ta cai trị, chúng ta thành công, chúng ta nổi lên. Chúng ta không theo nghĩa đó. Vậy thì mỗi người chúng ta thực hiện chức năng vương giả này trong bối cảnh gia đình, là chúng ta cũng tổ chức đời sống gia đình của mình cũng một cách làm sao cho hài hòa, cho bình an, cho bầu khí tràn ngập yêu thương và đúng theo đường lối và hướng dẫn của Hội Thánh. Và đặc biệt hơn là mời gọi mỗi người chúng ta cũng thực hiện cái vai trò cai quản, cai trị này trong giáo xứ, trong gia đình. Xong rồi chúng ta lại đến giáo xứ, chúng ta tham dự vào những công việc chung của giáo xứ. Chúng ta có thể tham dự vào các chức vụ trong các hội đoàn, đoàn thể, để chúng ta thi hành cùng nhau cộng tác vào trong công việc cai quản, cai trị Hội Thánh của Chúa trên trần gian này. Đó là ơn gọi, là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta sống ba chức vụ: tư tế ngôn sứ và vương đế khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Các con cố gắng đọc lại, suy gẫm để trong chính đời sống gia đình các con cố gắng sống tốt vai trò của mình là một con cái, là một Kitô hữu. Tóm lại,
hãy nhớ lời khuyên của Công đồng Vatican II như sau: các gia đình hãy quảng đại, san sẻ cho nhau sự phong phú tinh thần. Như thế vì gia đình Công giáo xuất từ cuộc hôn nhân là hình ảnh giao ước tình yêu nối kết Chúa Kitô và Hội Thánh. Họ sẽ làm cho mọi người thấy gì nhìn sống động của Chúa cứu thế trong thế giới và trong bản chất đích thực của Hội Thánh qua tình yêu vợ chồng, qua sự quảng đại chấp nhận sinh sản con cái và qua sự hiệp nhất trung thành của hai vợ chồng dành cho nhau, cũng như qua sự hợp tác thân ái giữa mọi thành phần trong gia đình. Chúng ta đến phần hai nhỏ: Hội Thánh đối với gia đình làm sao? Điểm A nhỏ: luật pháp cần cho hôn nhân, bởi hôn nhân là một cuộc sống công khai. Cuộc sống công khai cần được nhìn nhận và bảo vệ. Vậy thì Hội Thánh cũng có những khoản luật để gìn giữ và bảo vệ lợi ích của hôn nhân và gia đình. Và là công dân thì ta lại có luật của hôn nhân và gia đình được Quốc hội thông qua vào ngày 29 tháng 12 năm 1986 thì gồm 57 điểm. Còn là người Công giáo thì ta có 11 khoản bộ Tân giáo luật ban hành ngày 25 tháng 1 năm 1983. Như vậy chúng ta thấy giáo hội nhắc đến cho chúng ta hai điểm, hai khoản luật đề cập cũng như là bảo vệ lợi ích của các thành, các gia đình, các hạt nhân hay là phần tử trong xã hội cũng như trong giáo hội chúng ta. Và cha không tiện đọc từng khoản luật ra đây, chắc là rất dài, nhưng mà các con nên nhớ trong cái bộ giáo luật của Công giáo chúng ta thì có 11 khoản. Điểm B: luật hôn nhân có mục đích giúp đôi bạn thực hiện đời sống lứa đôi và gia đình theo tinh thần Chúa Kitô, bảo đảm việc kết hôn thành sự, củng cố tình yêu duy nhất và bền vững, nâng đỡ việc chu toàn nghĩa vụ sinh sản và giáo dục con cái. Thì tất cả các khoản luật đó là giáo hội cũng đề cập đến là nội dung là tất cả làm sao để cho đời sống hôn nhân gia đình của các con thành sự theo đúng thánh ý của Thiên Chúa, cũng như những khoản luật quy định của Hội Thánh và những bổn phận và trách vụ của các con được đề cập trong bộ luật của Hội Thánh Công giáo chúng ta. Điểm C: đối với người Công giáo, diễn tiến hôn nhân phải được thực hiện trong khuôn khổ luật đạo mới có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đây là những điểm mà giáo hội sẽ liệt kê ra trong giáo luật để tất cả các con phải biết đến khi các con bước vào trong đời sống hôn nhân gia đình. Và chúng ta bước qua phần Ba La Mã, chúng ta sẽ biết từng chi tiết hơn mà khi các con những thủ tục hoặc là những điều kiện và tiêu chuẩn đủ và cần thiết để các con có thể bước đến hôn nhân. Để kết hôn thật sự, trong giáo luật số 1086 viết như sau: hai bên đã rửa tội trong Hội Thánh Công giáo, trường hợp kết hôn với người ngoài Công giáo phải có phép chuẩn các đạo của Đức Giám mục. Như vậy bình thường là chúng ta thấy là hai bạn là Công giáo thì không có vấn đề gì, nhưng mà nếu như là một bên là người Công giáo và một bên là đạo Phật hoặc là những tôn giáo bạn khác thì các con phải nhờ cha xứ, ngài sẽ làm thủ tục xin chuẩn từ giám mục thì các con mới có thể bước theo những điều kiện kế tiếp. Điểm thứ hai: phải đủ tuổi. Coi xem nhá, các con đủ tuổi chưa nhá? Nam thì chọn 16, nữ thì chọn 14. Trong khoản luật là ghi như thế, nhưng giáo hội nói thêm cho chúng ta biết rằng khuyên nên theo dân luật đại hội quốc gia. Như chúng ta thấy như vậy là trong khoản luật 1083 có khuyên và quy định như thế. Vậy thì đối với quốc gia Việt Nam chúng ta thì nam bao nhiêu? Nam
20 và nữ 18. Nhớ là tròn nha các con, 18 tuổi tròn. Nhưng mà 18 tuổi non chưa tròn thì theo luật của Việt Nam chúng ta là cũng bị liệt vào tảo hôn đấy. Cho nên là các con cẩn thận nhé, kiểm tra coi đủ 18 tuổi tròn chưa. Rồi, điều kiện thứ ba yêu cầu phải ý thức và đầy đủ tự do ưng thuận lấy nhau. Trong khoản luật 1057, 1095, 1096, 1101, 103 và 1104. Nếu các con muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì các con có thể mua một cuốn giáo luật của Hội Thánh Công giáo 1983 rồi lật ra những khoản luật này đọc chi tiết hơn nhé. Nhưng mà cái điều quan trọng mà đề cập tất cả trong các khoản luật đó là các con tự do. Tự do nói lên là gì? Là một hành động nhân linh, có ý thức, có hiểu biết và có trách nhiệm. Cho nên là thiếu cái sự tự do này là coi như không thành. Cho nên các con để ý ha. Điểm thứ 4, hôn phối phải được cử hành theo nghi thức hội thánh, theo khoản luật 1108. Vậy thì theo nghi thức hội thánh thì sau khi các con có đầy đủ điều kiện hết rồi, nhưng mà các con lại sao? Lại không cử hành theo nghi thức của hội thánh. Các con vui vẻ thích bảo vệ ở đây Đà Nẵng có cái chùa Linh Ứng đẹp, thích ông sư mặc đồ cà sa tụng kinh cho chứng hôn này nọ. Các con cứ vui vẻ học bằng xong, hai đứa cầm hai cái bằng lên nhờ ông sư, thế có được không? Không đúng. Không đúng với gì? Với nghi thức của hội thánh Công giáo chúng ta. Nghi thức của hội thánh Công giáo chúng ta là gì? Chúng ta phải cử hành trong nhà thờ Công giáo chúng ta. Cơ bản là các con hiểu như thế. Phải đến nhà thờ và được vị đại diện của hội thánh chứng hôn cho các con. Có thể là thầy phó tế nếu như được cha xứ ủy quyền, hoặc là cha phó cũng được cha xứ ủy quyền, hoặc là chính cha xứ là người sẽ gì chứng hôn cho các con theo nghi thức của hội thánh. Điểm thứ 5, không mắc ngăn trở theo giáo luật. Vậy thì ngăn trở theo giáo luật là những ngăn trở nào? Từ từ các con sẽ biết. Này, chúng ta bước qua điểm B. Các con nên nhớ từ nãy chúng ta vừa nghiên cứu là để kết hôn thành sự nhé. Nên là các con phải nghe cho kỹ đấy. Nếu mà thiếu tất cả những yếu tố này thì là gì? Không thành sự. Rất là dễ hiểu. Rồi, cái điểm thứ 5, không mắc ngăn trở theo giáo luật gồm những ngăn trở nào? Thứ nhất, ngăn trở dây hôn. Một trong hai người còn bị ràng buộc bởi dây hôn phối trước. Khoản luật 1085 Hội Thánh Công giáo chúng ta. Cái điều này thì không giải thích các con cũng hiểu rồi đúng không? Đã ngăn trở dây hôn phối trước rồi thì làm sao? Làm sao có thể đi dây hôn phối thứ hai? Vậy thì nếu mà có những người họ đã đi, có nghĩa là đã cưới rồi, bây giờ họ muốn đi bước thứ hai có được hay không? Thì điều này sẽ trải qua những tiến trình rất là phức tạp mà các con phải cần được gì? Sự hướng dẫn của cha chánh xứ là người thụ lý hồ sơ hôn phối cho các con. Ngài sẽ phân tích cho các con hiểu rõ các con cần phải làm những gì trong cái bối cảnh và điều kiện các con có đủ hay không. Còn nếu không đủ thì cũng không được gì cả. Ví dụ các con có cố đi bước thứ hai thì các con cũng chỉ sống trong tình trạng rối thôi nhé. Cho nên là cơ bản các con phải biết cái ngăn trở đầu tiên đó là dây hôn phối. Dạ, đã cưới một đời rồi. Rồi điểm thứ hai, ngăn trở bất lực. 1084 giáo hội nói như sau: trước khi kết hôn đã mắc chứng bệnh bất lực không thể. Vậy thì trong khoản luật này
sẽ ghi rõ Bất Lực là một người nam trọn vẹn không, và Các Con là một người nữ trọn vẹn không, đầy đủ các yếu tố để bước vào đời sống hôn nhân gia đình hay không. Nếu như các con khám bác sĩ mà các con nhận được một kết quả là con nằm trong diện bất lực, vậy thì các con bị mắc ngăn trở. Cha không tiện phân tích chi tiết về y khoa trong bài học hôm nay, nhưng cha chỉ nói một cách cơ bản là cái ngăn trở bất lực là ngăn trở thứ hai, và ngăn trở thứ ba là ngăn trở họ hàng. Thì ngăn trở họ hàng thì gồm là họ máu, và họ máu với họ quy định, giáo hội mình quy định là về phương diện trực hệ thì tiêu hôn ở mọi đời trong giáo luật 1091. Trực hệ tức là sao? Từ cha con phải cứ hàng dọc gọi là trực hệ. Rồi bàn hệ hôn phối vô hiệu cho đến hết thứ 4 theo khoản luật 1091 triển 2. Bàn hệ tức là hàng ngang. Bố sinh ra con thì con bao nhiêu người con là tính ra hàng ngang. Khi sinh ra hàng cháu, hàng cháu thì gồm bao nhiêu người thì đó gọi là hàng ngang bàn hệ. Và giáo hội mình quy định là hôn phối vô hiệu cho đến hết cấp thứ 4 nhá, các con nhớ nhé, bàn hệ cấp thứ 4. Còn trực hệ thì tiêu hôn ở mọi đời, tức là ông cha mẹ cứ đi xuống. Rồi điểm ngăn trở thứ 4, ngăn trở tội ác. Kẻ giết người phối ngẫu của một người hoặc kẻ phối ngẫu của chính mình để lấy người ấy, khi hai người đồng tình trực tiếp hay gián tiếp gây nên cái chết của người phối ngẫu để lấy nhau. Như vậy là các con thấy là giống như là các con cưới một đời rồi, giống như cái ngăn trở đầu tiên là ngăn trở hôn phối đời thứ trước. Thì bây giờ các con thấy là bây giờ lỡ phải lòng cái người thứ hai, mà bây giờ theo giáo luật của mình là ngăn trở lời trước, cho nên mình không biết làm sao. Và mình nhớ đại học rằng là sự gì Thiên Chúa kết hợp thì loài người không được phân ly, trừ cái chết tự nhiên thì mới chia lìa hai người. Thì các con có thể được đi bước tiếp. Khi mà bây giờ với nhau rồi, một vài năm có hai ba mặt con chán chê rồi, giờ muốn cưới người khác, bây giờ không biết làm sao, tìm cách gì thủ tiêu người bạn đời của mình, hoặc là gì thông đồng với người tình để thủ tiêu chồng hoặc vợ của người ấy, để rồi mình thông dong cưới người đó. Nếu mà các con mắc dính vào trường hợp đó thì là mắc ngăn trở, các con nhớ hơn. Điểm thứ 5, một trong hai người bị ngăn trở bởi lời khấn công khai và trọn đời sẽ vô hiệu hóa hôn nhân trong khoản luật 1088. Như vậy các con thấy cái này thì không có dính líu gì các con, bởi vì các con không có lời khấn. Các con đang học giáo lý để bước vào đời sống hôn nhân. Còn cái này là cho các gì? Những người đi tu, những người có lời khấn, như các nam nữ tu sĩ hoặc như các cha đây. Thế nên các con cũng biết vậy thôi ha. Mà muốn biết chi tiết hơn thì các con có thể gì? Thể vào cha mượn cuốn giáo luật, mở số này ra đọc cho biết chơi. Rồi điểm C trong phần Ba La Mã, quy định của Đức Giám Mục Giáo Phận. Cái này trích Giáo Phận Xuân Lộc ha, về thủ tục hôn phối. Cái điều này thì sẽ là tiến trình của thủ tục để các con hiểu biết hơn trước khi chúng ta bước qua bài thứ 11, để các con kết hôn thành sự, hoặc là những ngăn trở nào các con đang vướng phải. Các con suy gẫm rồi cảm thấy cái câu nào hoặc là cái khoản nào không hiểu, các con nhắn tin trên trang của lớp, vào trong lớp nhắn tin cho cha.
rồi cha sẽ giải thích lại, hoặc là cha sẽ viết qua email, hoặc là cha có nguyên một cái khoản luật đó gửi cho con để cho các con tham khảo đọc hiểu hơn. Còn trong lớp trực tuyến như vậy thì cha chỉ nói một cách cơ bản để các con hiểu những cái cơ bản, để các con biết được mình đang ở đầy đủ các cái yếu tố hay chưa. Trước khi kết thúc, cha cảm ơn tất cả các con đã hết sức kiên nhẫn lắng nghe cha giảng dạy phân tích. Nhiều khi cái này là ở trong lớp thì rất là sôi động, bởi vì sẽ có rất nhiều cánh tay giơ lên hỏi, rồi cha giải thích đi giải thích lại. Nhưng mà bởi vì phương pháp hàm tụ các con chỉ có lắng nghe mà chưa kịp hỏi, cho nên cha cứ thế cha nói. Thôi thì các con đặt những câu hỏi viết cho cha qua trang thông tin của lớp trực tuyến nhé. Hẹn gặp lại các con bài học kế tiếp. Xin Chúa chúc lành cho các con luôn bình an, vững tin và đầy sự yêu mến dành cho giáo hội của chúng ta. Và xin Chúa chúc lành cho các con một đêm bình an trong tình yêu của Ngài. Trước khi các con tắt máy, chúng ta đứng lên đọc kinh cảm ơn nhé. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hành gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kéo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào các con nhé.